Rồi, bắt đầu với bài tập này chút xíu thì nó sẽ yêu cầu mình cái đầu tiên là mình có thể quan tâm hay không quan tâm, tí nữa mình làm các câu phía dưới mình cũng biết ha, tức là nhiệt khai báo tên đó, đặt tên vùng kết hợp cho các vùng mà mình sử dụng đó. Thì khi nào mình sử dụng tới cái câu nào mình đặt tên với dịch trước hết thì mình cũng chả biết đặt thế nào cho đầy đủ hết thì thế nào, cho nên là gì mình cứ làm câu B trước. Thì mục B là gì, mình sẽ là gì, nhập bảng chi tiết bán hàng à, thì bảng này chưa có đâu cho nên là bình thường là mình sẽ thiết kế vào ha. Ở chỗ năm thì thường có danh mục này, chúng ta có bảng chi tiết chưa có gì hết vào cái thống kê có này, được chưa? Rồi đối với cái ngay đầu tiên luôn thì khi mà nhìn vào trên cái tiêu đề thì chi tiết nhập hàng tháng 3 năm 2021, được chưa? Thì cái này mình nhìn sơ chút xíu thì mình sẽ nhìn hình dung nó là cái quạt em làm luôn, đi sợ quạt luôn ha, đi sợ quạt giống như anh buộc chọn mẫu thôi ha. Này được chưa? Đó rồi coi thử xem là gì, chi tiết nhập hàng tháng 1 năm tháng 3 năm 2021 vậy thôi, mình chỉ cần nó thôi được chưa, tại vì cái này mình chỉ cần cái tầm 18 20 thôi, tí cho mình đi sau đi ha, mình để nó cho nó có chỗ ra. Rồi bây giờ mình đọc nhập dữ liệu ha, ở đây dữ liệu chúng ta có là gì thì chúng ta chép vào được chưa, chụp hình vào. Thì chúng ta chụp hình bằng cách là chúng ta mở cái insert, chúng ta chọn screenshot, chúng ta chọn screenshot clip đi và chúng ta chọn cái khung đó chúng ta nhập liệu thôi. Đây như này mở xíu ha, tiêu đề mình tạm để tạm ra tiếp mình sau, số thứ tự này, tên hàng này, nhãn hiệu này, ngày nhập hàng này, được chưa? Đơn giá này, số lượng này, thuế này, thành tiền nè, được chưa? Mình tổng cộng ở đây mình chỉ có 10 dòng đơn giản, 10 dòng là rồi. Ở đây là bài tính của chúng ta sẽ định dạng là chút xíu, không cần cái này nữa thì ta bỏ đi nè, được chưa? Sau bài tính chúng ta sẽ tạo viền, cách là tạo viền thường thôi, bốn cạnh, được chưa? Cái tiêu đề thì thường về gì in đậm nằm giữa ô luôn, được chưa? Và có cái nền màu vàng nhạt á, cái nền màu vàng nhạt mình có thể chọn ở đây thì chúng ta chọn trong cái phần more fill color này này chúng ta chọn cái màu nhạt chút xíu cũng không sao cả ha. Đó cái như vậy ở đây chúng ta canh giữa đi, rồi mình chưa làm gì hết, mình chỉ mới thiết kế được cái bảng này thôi. Cái mẫu này mình thấy nó hơi khác khác xíu thì mình chọn lại cái mẫu tên là chính xác xíu đi cho nó gần giống đi ha, khỏi không nhập lại. Rồi cái này á, thì nó là cái test cho nên chúng ta để đâu từ từ ra tính sau được ha, chúng ta cứ làm hết cái dữ liệu phía dưới đi. Rồi đây là cái phần nhập liệu, mình nhập cái bảng tính trước đã rồi mình bắt đầu mình làm các câu còn lại, được chưa? Thì trong cái đề của mình nó thường sẽ có một phần là nhập liệu, thường là có thể là gì nó nằm ở cái sheet chi tiết hoặc là có thể là nó nằm ở cái sheet là gì danh mục, được chưa? Danh mục để ra lấy dữ liệu ra đó thì thường nó nằm một trong hai cái ha, mình cứ làm rồi nhập liệu trước rồi mình sử dụng cái dữ liệu đó mình làm được. Thì ở đây mọi người có thấy một cái điều lạ ở đây không? Đó là gì? À, nó xuống dòng. Được chưa? Nó xuống dòng. Thì trong Excel á, trong một ô á, nó có hai cách, nó có hai dạng gọi là hai dạng xuống dòng. Xuống dòng là cái thứ nhất là gì? Nếu như ô đó nó không đủ, nó không chứa hết các số lượng ký tự của mình á, thì nó tự động xuống dòng. Đó là cái thứ nhất ha. Thì chúng ta sẽ sử dụng cái thứ hai. Ví dụ tôi mượn cái ô này đi, là ngày nhập hàng. Thì chúng ta sử dụng tính năng là raw test. Raw test tức là sao, khi mà cái dữ liệu trong ô nó không chưa hết thì nó tự động nó ngắt cái xuống dòng, được chưa? Nó ngắt xuống dòng gọi là tự động nha, gọi là tự động bằng công cụ raw test, được chưa? Rồi còn một trường hợp thứ hai là mình bắt buộc nó xuống dòng, bắt buộc nó xuống dòng tức là mình ép nó xuống, nó ví dụ như là tên hàng, nhãn hiệu, ngày nhập hàng, đơn giá, số lượng, tiền thì mặc định nó sẽ là một một dòng như thế trong ô. Nhưng mà ở đây là bạn ví dụ như là gì, bắt buộc nó xuống chẳng hạn, xuống đâu ví dụ ngày nhập hàng thì cái ngày này phải xuống dòng rồi tới chuyển nhập hàng, đúng chưa? Thì xuống dòng trong một cái ô Excel thì chúng ta sẽ làm như sau, đây là mặc định ha, mặc định nếu cái ô không chưa hết thì nó sẽ tự động xuống ngắt xuống như thế này này, đúng chưa? Còn nếu mình muốn ép nó xuống thì chúng ta vào cái phần nhập liệu hồi nãy mình á, thì cái chữ ngày xong chữ nhập hàng nó xuống phía dưới, được chưa? Thì chúng ta nhấn tổ hợp phím Alt Enter. Chưa? Nhấn tổ phím Alt Enter thì nó xuống dòng. Thì khi trong cái ô và giá trị của mình để nè là nó ngày xuống dòng. Được chưa?
Còn trường hợp là gì, nó xuống dần tự động thì nó vẫn liên tục cái từ nó gọi là ngày nhập hàng, được chưa, ngày nhập hàng. Còn ở đây nếu như chúng ta sử dụng tính năng là gì, ép xuống dòng thì nó sẽ là ngày enter xuống nhập hàng, được chưa, nó đang hiểu như vậy đó, nó xuống dòng mới á, được chưa. Thì nhưng mà trong một ô Excel á, muốn xuống dòng trong cùng một ô thì chúng ta nhấn là gì, nhấn enter nha. Tại vì khi chúng ta nhấn enter thì nó xuống dòng dưới chứ không phải là nó xuống dòng tiếp theo của một ô, được chưa, nhớ nha, xuống ô dưới, enter nữa xuống ô dưới ha. Đó. Nhớ chú ý cho mình ha. Và ở đây ví dụ như chúng ta ép hết đi, chúng ta bắt buộc hết tại vì tất cả các cột đều như thế này hết theo là yêu cầu, được chưa, thì chúng ta bắt buộc nó xuống dòng hết thì chúng ta gì, à analyze enter nó đúng, được chưa, tiếp theo nhãn hiệu analyze enter xuống, tiếp theo đơn giá analyze enter nó xuống, tiếp theo số lượng, được chưa, đây analyze enter nó xuống, hành tiền chúng ta cũng analyze enter xuống, được chưa. Nhưng mà nhớ nha, cái ô mặc định nó chỉ chút xíu thôi, thì chúng ta kéo rộng cái ô này ra chút xíu, kéo rộng cái chiều cao của ô ra chút xíu để cho nó hiển thị hết nội dung thôi, không có gì hết. Hai rồi làm thử nào. Rồi quay lại bài tập này. Chúng ta có gì đây, tên hàng, à mình nói chút xíu nha, mình nói chút xíu cho các chị nhìn để ha. Chúng ta có tên hàng là chúng ta có danh sách dựa vào bảng giá, ở đây chúng ta có cái bảng giá đây, được chưa, chúng ta có tên hàng đây, được chưa, tên hàng đây nha, nhớ nha, tên hàng đây, được chưa, dựa vào bảng giá, được chưa, để chúng ta chọn ha, chọn chứ không có nhập, được chưa, để chúng ta chọn chúng ta không có nhập. Thì qua lại chút xíu chúng ta nhìn thấy này, đây chúng ta có cột tên hàng. Nhưng mà chúng ta để ý là gì? Ở đây cái cột tên hàng mình chỉ có đây các bạn, cái xích bảng giá mình nè. Nó chỉ có một cái cột duy nhất, tức là một cái vùng duy nhất là tên hàng đây thôi, được chưa? Thì khi mà nó chỉ có một cột, một dòng hay là một danh sách các ô, các dòng gì đó, được chưa? Thì chúng ta cứ trỏ về đúng nó thôi, không cần phải dùng giá chưa dùng hết, được chưa? Chúng ta trỏ về, chúng ta dùng data, data validation. Thì nếu như các anh chị nào có thích thì có thể đặt tên ha. Khi mình đặt tên thì mình gọi cái tên nó ra thôi, còn không thì mình cứ chọn vào đúng cái vùng đó thôi. Ví dụ đây là gì, đây danh sách tên hàng của đây, có 1, 2, 3, 4, 5 này thôi, được chưa, thì chúng ta cứ chọn năm đó thôi, được chưa. Còn nếu như các anh chị nào mà gì, à mà muốn đặt tên thì mình đặt bình thường, ví dụ đây là gì, à này là danh sách tên hàng này, được chưa, đó thì là danh sách tên hàng của mình. Bây giờ ở đây thì nó thay đổi chút xíu, thay đổi chút xíu là gì, à, thay vì chúng ta là vậy bằng cái vùng đó thì chúng ta bằng bằng tên hàng chẳng hạn đó, chưa, các anh chị nào nhớ thì gõ vô, không nhớ thì nhấn F3 lên, mình sẽ có danh mục này mình xem, không có gì hết ha. Này nhớ thì gõ vô, không nhớ thì nhấn F3 lên, được chưa, F3 lên mình xem nha, không thì nhớ, à mình nhớ thì mình gõ cho nó nhanh đó, mình mới đặt cái mà, được chưa. Rồi xong đây, nó có 15 cái máy mình chọn thôi, được chưa. Ở cái bảng tính này mình định dạng cho nó canh giữa ô nhìn cho đẹp ha. Canh giữa ô này làm này nha, theo chiều cao nha, canh giữa theo chiều cao nha, nó khác với canh giữa theo chiều rộng, được chưa. Được chưa, co giãn lại, tự động co giãn nè, tự động co giãn nè, được chưa. Đó, xong. Dễ đúng không? Làm tiếp câu nhãn hiệu, tại sao mình nói làm với con nhãn hiệu. Bởi vì câu của nhãn hiệu này ở bài này nó cũng giống như cái câu tên hàng, nó cũng chưa có gì hết. Thì nó là gì? Là cũng là tạo danh sách cũng dựa trong bảng giá, được chưa? Cho phép chọn. Được chưa nào? Thì nó nằm ở đâu? Nó cũng là cái bảng giá này. Nhưng mà gì? Nó là danh sách là nhãn hiệu đây này nha. Đây là nhãn hiệu là Golden Hair hoặc là Sublime Mini Boss hoặc là Cao Nguyên Highland Bee. Nó là gì? À, có ba cái nhãn hiệu này thôi, được chưa. Thì nãy đó mình tôi nói với anh chị để ý rồi đó, tức là gì, có thể là nó là một dòng, nó là một cột hay là nó là một dòng, được chưa, tức là gì, nó là tổ hợp, nó là tập hợp gồm nhiều ô hoặc là từ dòng hoặc là nhiều ô từ cột đó, bình thường ha. Đó là gì, nó là như này, được chưa. Vậy thì ở đây nhãn hiệu mình cũng làm tương tự, à quay lại rút lại cái kia chỗ tên hàng này, mình đặt tên trước đi chẳng hạn, à mình đặt là nhãn hiệu, được chưa.
Thì khi ở đây chúng ta là gì? Chọn hai cái này là độc lập với nhau, nó không có phụ thuộc nhau giống như các cái đề mình làm ở trước kia, được chưa? Mình có thể là chọn tên hàng này nhãn hiệu kia, được chưa? Tên hàng này nhãn hiệu nọ, nó không có liên quan gì tới nhau hết, tức là nhãn hiệu nó không liên quan đến tên hàng. Bài này nó đặc biệt chút xíu, nó khác xíu chỗ đó ha, cho mọi người hiểu nhầm là giống như bài trước mình phải đặt theo cái tên. Tên hàng thì không có đâu nha, được chưa? À, nó không có nhãn hiệu chứ, đừng nhầm, đó lỗi là không có tên đó, được chưa? Rồi đây, khi mình gọi ra cái vùng tên mình đặt á thì bằng đúng cái tên đó thì nó mới báo lỗi nha. Còn nếu mình dùng hàm indirect thì nó không có báo lỗi đâu, tại vì nó chưa biết được là hàm cái tên nó có hay không ha. À, đối với bài này hai cột này là hai cột nó độc lập nhau, cho nên là gì, mình làm hai lần, được chưa? Làm hai lần nó gần như gọi tương tự thao tác nhau, nhưng mà dữ liệu cái gì nó khác nhau, dựa vào cục tên hàng này, dựa vào dòng nhãn hiệu nha. Hai câu này gần giống nhau, được chưa? Làm thử nha. Đẹp mắt mình. Câu tiếp theo là câu số 3, ngày nhập hàng là chỉ được nhập trong tháng 3 năm 2021. Được chưa? Đơn giản, dễ. Để bài câu dạng này là dễ, tại vì nó có quy định thời gian thôi. Cho nên mà chắc chắn mình sẽ suy nghĩ tới cái kiểu dữ liệu là gì? Date, để thôi. Cái dữ liệu là date, được chưa nào? Vậy thì ở đây chúng ta có là gì, ngày nhập hàng đây? Nó nằm trong tháng 3 năm 2021. Vậy thì nếu như chúng ta biết các hàm gì đó như này, tháng lấy năm thì dùng. Còn không là mình cứ từ ngày đến ngày cho tôi. Cách đơn giản nhất là mình cứ từ ngày đến ngày, được chưa? Dễ nhất sao sao. Vậy trong tháng 3 năm 2021 là phải là từ ngày 1 tháng 3 năm 2021. Đây là cách nhập mấy tôi nha. Từ tháng trước ngày tới năm nha. Để ý nha, mấy tôi nha. Mấy tháng trước ngày. Được chưa? Mấy các anh chị thì từ từ coi lại nha. Và ngày kết thúc nó là như nhiêu? 31 tháng 3 năm 2021 xong. Được chưa? Nhập. Được chưa? Đó. Vậy thì nó có nhiều đó thôi, có nhiều điều kiện này mà cái này đây mình làm nhiều rồi, có sẵn rồi. Chọn cái cột ngày nhập hàng, chúng ta chọn data, chọn data validation, chọn luôn là gì, kiểu ngày luôn, tại vì nó có cái khoảng ngày thôi, nó không có điều kiện gì hết, hoặc là có điều kiện lớn bằng gì bé bằng gì đó thì nó chọn cái điều kiện khác. Ở đây nó là gì, từ ngày đến ngày thì mình nghĩ tới cái vòng retreat, tức là nằm trong khoảng, được chưa? Vậy thì chúng ta có là gì, ngày bắt đầu nhập theo máy của mình nha, được chưa? Còn các anh chị được kỹ kỹ chút xíu là gì, nhập năm, nhập tháng, nhập ngày. Nếu các anh chị kỹ kỹ chút xíu, nhập năm, nhập tháng, nhập ngày đó, thì bữa trước nói rồi, nhập theo kiểu này gọi là bất chấp á, máy mình định dạng như thế nào á thì nó không ra hết, được chưa? Gọi là định dạng bất chấp mà. Thì chúng ta nhập hàng thử nha, thì chúng ta có là gì, 3-1-21, được chưa? Vậy nhập tháng 2 thử, 15-21 lỗi, được chưa? Đó, và thì dưỡng nhập tiếp, tại vì đề bài này là cho free, tức là nhập thoải mái, không có ràng buộc gì hết về cái ngày tháng năm. Mình chỉ có trong khoảng từ ngày đến ngày thôi, cho nên chúng ta nhập cứ bình thường, nhập vô tư sao hết ha. Nhớ nha, trong quá trình làm bài nhớ fill đầy đủ dữ liệu vào, fill full dữ liệu vào, được chưa? Cái này là bắt buộc nha. Rồi, sao? Đó là cái câu về ngày nhập, được chưa? Nhập hàng, được chưa? Tới tiếp cái câu gì? Câu số 4 luôn. Câu số 4 chúng ta có gì đây? Là số lượng. Số lượng là kiểu số nguyên, nhớ nha, kiểu số nguyên và điều kiện của nó là gì đó không? Xong. Đơn giản không? Cái nào dễ dễ làm trước. Là đơn giá này. Số lượng này, được chưa? Ở đây đây ta có gì? Data validation. Nó là kiểu số nguyên, chọn kiểu số nguyên. Điều kiện là gì? Lớn không? Lớn không chọn lại, được chưa? Equal là bằng nhé, nó equal bằng greater là gì, lớn hơn, less than là nhỏ hơn, được chưa? Vậy lớn hơn là lớn không, một trường hợp lớn hơn bằng greater than này equal, or equal, được chưa? Nó sẽ là bằng, được chưa nào? Và chúng ta nhập liệu thôi, bình thường. Nó là kiểu số nguyên thì cái tiếng hợp số là phân thì nó sẽ báo lỗi rồi, được chưa? Nhập không nó sẽ lỗi thì sao nó lớn hơn không, được chưa? Rồi nhập bình thường, nhập bao nhiêu cũng được, nó không có mắc, nó không có giá trị mắc, cho nên là chúng ta muốn nhập bao nhiêu chúng ta nhập. Được chưa? Đó, đơn giản vậy thôi. Làm thử hai câu này nhé. Hai câu này là hai câu đơn giản mà.
cô không cái bức hơi khó lắm cho các anh chị ha, mình thử nha, không hiểu gì thì hỏi. Nói về câu này mình sẽ nói sơ về là hai cái hàm này chút xíu cho các anh chị nhớ chút xíu ha. Đây, đó là hai cái hàm mình sử dụng trong cái câu hỏi. Câu hỏi đề cập tới sử dụng hàm gì, trừ trường hợp mà đề bài bảo là gì sử dụng các hàm thích hợp, đúng chưa? Các hàm thích hợp thì mình biết hai sử dụng hàm nào thì mình sẽ sử dụng cái hàm tương ứng, được chưa? Còn nếu như mà thường là mình sẽ thích cái dạng cái nếu như này hơn, đó là gì, đề bài ghi rõ mình bắt buộc phải sử dụng hàm nào thì khi đó các anh chị dễ sử dụng, dễ dễ biết cách làm hơn. Tại vì khi mà sử dụng ghi cứ bảo là ghi sử dụng hàm thích hợp đó, thì mọi người sẽ dễ khó mà nhớ và khó hình dung, đúng không? Nhưng mà khi mà đề bài ghi là gì, à, sử dụng các hàm này 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 để chúng ta lấy cái đơn giới tương thì nó dễ. Đối với trường hợp là gì, yêu cầu thì người ta gọi là dễ. Và thì ở đây chúng ta khi có hàm index, index là gì, vùng cần tìm, chúng ta xác định được vùng cần tìm trước, tức là cái vùng để chúng ta khoanh lại chúng ta đi tìm, được chưa? Ở đây ví dụ đơn giá thì chúng ta phải đi khoanh vùng đơn giá nào để tìm, được chưa? Thì nếu như nó một chỗ thì chúng ta chọn một chỗ bạn đó. Còn nếu như mà nó nhiều bảng rời rạc khác nhau thì chúng ta phải nhớ đặt tên và chúng ta mượn hàm indirect, được chưa? Rồi số dòng và số cột, được chưa? Thì cái vùng cần tìm này khi mà nó trả về thường nó là nhiều dòng nhiều cột, tức là giống như một cái bảng chi tiết của mình như thế này này, thì mình phải xác định là mình sẽ lấy đơn giá nó ở dòng nào và tương ứng với cột nào, thì giao giữa dòng và cột đó nó sẽ là giá trị tương ứng của mình muốn lấy ra, được chưa? Gọi là hàm index. Rồi còn một cái hàm nữa đó là hàm max. Hàm max là gì, giá trị cần tìm, vùng cần tìm, và chúng ta chỉ cần phải không thôi. Cái giá trị phải không này đó là gì, nó yêu cầu là mình kiểm tra tìm kiếm chính xác cái giá trị cần tìm nó trong cái vùng cần tìm của mình, tức là chính xác là gì, chính xác là chính xác tuyệt đối với chính tả, được chưa? Cho mình dễ hiểu ha. Vậy thì ở đây ví dụ như giá trị cần tìm mình mà muốn đang tìm cái văn hoa này nó nằm ở vị trí nào chẳng hạn, hoặc là cái chữ gì golden hair này nó nằm ở vị trí nào, hoặc là chúng ta có là diamond report này nó nằm ở vị trí nào trong cái vùng đó, thì chúng ta dùng hàm max, được chưa? Hàm max là hàm giờ tìm ha, hàm max là hàm giờ tìm, được chưa? Vậy thì chúng ta hiểu lại chút xíu về hai cái hàm này là hàm index và hàm max. Còn cái vụ công thức mãn như thế nào thì bữa trước mình chỉ còn không biết, cứ viết công thức bình thường trước, ô nhân ô, ô trừ ô, ô cộng ô gì đó, hay là ô gì đó, điều kiện là gì, ô này bằng giá trị gì đó, sau đó mình sẽ chuyển nguyên ô, chuyển giá trị ô nó thành cột, không có gì cả. Vấn đề chuyển công thức bình thường trở thành công thức mãn rất là dễ, được chưa? Nếu như các chị không rành, được chưa? Nếu chị rành rồi viết thẳng công thức mãn luôn. Còn nếu chị không rành, cứ viết công thức bình thường trước rồi chỉ vào công thức mãn. Chỗ nào ô chúng ta chỉ về cột, được chưa? Cứ hiểu vậy cho nó dễ hiểu ha. Chỗ nào ô chúng ta chỉ về cột, ha. Mảng gọi là gì, mảng gồm nhiều nhiều dòng á, là một cột, được chưa? Rồi vậy thì ở đây chúng ta sẽ dựa vào nhãn hiệu, chúng ta sẽ dựa vào tên hàng để chúng ta lấy được đơn giá. Vậy thì nó khác so với cái bài mình theo học là gì, ở đây ở cái bảng đơn giá, được chưa? Cái bảng đơn giá mình chỉ có một bảng duy nhất, cái điều thì mình nhắc các anh chị là một bảng duy nhất là cái thứ nhất, được chưa? Vậy thì ở một bảng duy nhất thì chúng ta cần có đặt tên hay không? Thì thứ nhất là đặt hay không cũng được, nhưng mà đặt thì nó chỉ có một cái tên duy nhất thôi, được chưa? Nó cũng không có nhiều cái nhãn hàng, nhiều cái nhà sản xuất để chúng ta đặt tên, mà nó là gì, một bảng cố định. Ví dụ như chúng ta muốn lấy đơn giá, có phải là chúng ta lấy muốn cái giá trị trả về là cái vùng này đúng không? Tức là nó có 950, 325, 400 hoặc là gì, 500, 450, 600 gì đó, tùy thuộc vào giá trị chúng ta chọn là tên hàng tương ứng với nhãn hiệu nào, đúng chưa? Vậy thì cái vùng đơn giá mình đặt cái vùng này, đầu tiên mình xác định được cái vùng đơn giá trước, được chưa? Thì ở đây gì, cái đơn giá nó chỉ có một bảng duy nhất à, chúng ta muốn đặt cũng được, không muốn đặt cũng được. Đặt thì chúng ta tí nữa chúng ta gọi cái tên nó ra thôi, còn nếu không đặt thì chúng ta tí nữa chúng ta phải bôi cái vùng đó, được chưa? Vậy ví dụ như ta xác định được cái vùng đơn giá, đặt luôn là đơn giá luôn, yeah. Được chưa? Vậy bảng đơn giá duy nhất cho nên chúng ta cũng đặt cũng được, không đặt cũng không sao cả, được chưa? Tí nữa chúng ta chọn vô nó cũng không sai, không sai nha. Đặt tên thì chúng ta gọi cái tên nó ra, không đặt tên thì chúng ta gọi cái vùng đó ra, không sao cả, được chưa? Vậy thì đầu tiên chúng ta phải xác định được cái vùng đơn giá mình phải đặt cái vùng này không? Đó. Vậy thì đầu tiên là gì? Nó chỉ có một bảng duy nhất thôi, thì chắc chắn nó sẽ là bảng này, đúng chưa?
và tùy trường hợp nào, tên hàng, nhãn hiệu nào thì nó ra đơn giá tương ứng, đúng chưa? Vậy thì ở đây chúng ta có xác định được là gì? Vùng cần tìm là vùng đơn giá rồi, chưa? Nó chỉ có một vùng duy nhất thôi. Đó. Vậy thì cái vùng cần tìm mình là gì? Có phải là vùng đơn giá không? Ví dụ tôi đặt tên thì cho các chị dễ nhung, chưa? Vùng đơn giá không? Đó, thứ nhất. Thứ hai, cái tham số cần tìm là số dòng và số cột, chưa? Vậy thì mỗi khi chúng ta có là gì? À, cái bảng đơn giá của Nokia đây, cái bảng đơn giá của, hoặc là cái bảng đơn giá của cái bảng nhãn hàng 1 đây, nhãn hàng 2 đây, nhãn hàng 3 đây, thì chúng ta mới suy nghĩ là gì? Chúng ta tìm là tìm theo dòng và tìm theo cột, và tìm dòng là dòng tìm theo cái gì đó, cột tìm theo tiêu chí gì đó, đúng chưa? Ở đây nó chỉ có một bảng duy nhất, nhưng mà mình phải đi tìm theo dòng và cột. Dòng là gì? Dòng nó là tên hàng, với tức là mình đang tìm được nó nằm ở vị trí mặt hàng nào, mình chọn ở cái cột tên hàng này, được chưa? Vậy thí dụ ở đây chúng ta chọn phấn hoa thì nó phải đi tìm được cái vị trí của phấn hoa nó nằm ở vị trí nào tương đương với cái bảng đơn giá của mình này. Hồi nãy mình có đặt tên chưa? Có rồi. Đặt tên là gì? Tên hàng. Cho nên là gì? Tìm thử phấn hoa nó nằm ở vị trí nào trong cái cột tên hàng này, rồi nó xác định được số dòng của cái bảng đơn giá, đúng không? Là 1, 2, 3, 4, và thì giá là lấy ở dòng thứ 4, đúng không? Đấy, tương tự như vậy là gì? Mật ong chẳng hạn, thì nó bắt đầu đi tìm 1, 2, 3, 4, 5, 3 đây chứ, thì nó tìm A, thì lấy được giá từ dòng thứ 3, được chưa? Ví dụ ở đây là phóng hoa đi ha, nó lấy dòng thứ 4, phải là nó lấy giá trị tại dòng này không? Nó tìm giá trị tại dòng này, đúng chưa? Đó, mình bôi đỏ lên, tại vì mình highlight rồi, được chưa? Vậy thì ở đây chúng ta phải đi tìm một giá trị nào đó trong một cái bảng, trong một cái cột, chứ trong một cái cột chứ, xin lỗi ha, trong một cái cột hay trong một cái dòng nào đó, tức là gì? Nó chỉ có thể là một dòng hay một cột thôi nha. Hàm mắt lưu ý cho mình là chỉ sử dụng cái vùng cần tìm là gì? Trong một cột hoặc là một dòng nào thôi, không thể là nhiều dòng nhiều cột nha, được chưa? Vậy thì mình sẽ bắt đầu mình đi tìm hàng phóng hoa nằm vị trí nào, cho nên chúng ta mới dùng hàm mắt, được chưa? Vậy thì số dòng chắc chắn là dùng hàm mắt, được chưa? Hàm mắt của gì? Của cái tên hàng trong gì? Trong vùng tên hàng, phải không? Đó, viết từ từ cho mọi người dễ dùng nha. Thôi, tiếp theo thứ số cột thì nó là một bảng duy nhất mà, cho nên tìm được số dòng rồi, bây giờ tìm cái cột. Cái cột nó là gì? Chính là cái nhãn hiệu mà mình đã chọn ở cái cột nhãn hiệu đây. Cao Nguyên Highland B hoặc là Supplement Depot hoặc là gì Golden Hill, thì nó có phải là gì? À, tìm cho tôi thử là nó thứ tự nó nằm vị trí nào trong cái 1 2 3 cột này, đúng không? Thì có phải là gì? Cái vùng này là vùng nhãn hiệu, nãy mà đặt tên là gì? Nhãn hiệu, đúng chưa? Vậy thì tìm A, Cao Nguyên Highland B, đúng không? Là cột 1 không phải nè, cột 2 không phải nè, cột 3. Vậy thì nó tìm được là giá trị tại cột cột 3 có phải nó hai đai dòng này lên rồi, đúng không? Chúng ta tô đậm lên xíu. Vậy thì giao giữa dòng và giao với cột, tức là xác định được số dòng, xác định số cột, chúng ta xác định được giá trị chúng ta cần lấy là 540, đúng chưa? Ở trường hợp này là phóng hoa Cao Nguyên Highland B, chỗ này sẽ là 540. Vậy thì ở đây số cột cũng phải đi tìm ha. Bữa trước giờ mình là gì? Mình làm là gì? Mới có gì? Nhãn hiệu. Vùng nhãn hiệu. Bữa trước giờ là mình làm là gì? Là mình có sẵn số dòng hay là có sẵn số cột. Bữa trước mình có sẵn số cột chứ. Được chưa? Mình có là cột 1 là tên hàng, cột 2 là đơn giá, lấy luôn cột 2. Vậy bài trước nữa, bài hôm trước nữa chúng ta cũng là gì? Cột 1 là gì? Tên hàng, cột 2 là đơn giá, chúng ta lấy cột 2. Chúng ta chỉ đi tìm hàm mắt ở cái dòng tên hàng thôi, đúng không? Bây giờ đối với bài này chúng ta có đi tìm cả số dòng lẫn số cột nha nha. Thì mình có sẵn thì mình điền vào, không có sẵn thì mình sẽ đi tìm. Đi tìm thì thường mình sử dụng hàm mắt, trong đó bài này yêu cầu được dùng hàm mắt, điền hàm mắt thôi, được chưa? Bây giờ mình chuyển về cái công thức bình thường ở trên này ha. Ở đây là mình không có nhập vào mà mình lấy từ dữ liệu có sẵn, nhớ nha. Cái nào mà nhập vào hay là chọn thì chúng ta mới dùng data validation. Data validation là gì? Ràng buộc dữ liệu đối với khi chúng ta nhập này chúng ta chọn. Còn nếu như chúng ta lấy từ bảng dữ liệu, dùng các hàm, các biểu thức gì đó có sẵn để chúng ta lấy giá trị từ một bảng khác về, thì chúng ta viết thẳng công thức trên này nha. Viết thẳng công thức trên này, nhớ nha. Chứ không phải nhiều khi mọi người đã bị nhầm. Tính toán, xử lý, tính toán gì cũng phải viết công thức trên này, được chưa? Và ở đây nó có đơn giá là gì? À, lấy đơn giá bằng hàm index. Chúng ta có vùng đơn giá chưa? À, đây có vùng cần tìm là gì? Đơn giá biết thì viết luôn, không chọn, được chưa? À, nó gợi ý này, chọn phải số cột, số dòng chứ. Số dòng thì chúng ta dùng hàm mắt. Mắt gì? Mắt của gì đây? Của cái tên hàng này, được chưa? Phải trong vùng tên, được chưa? Vùng tên hàng, nếu mình nhớ
thì mình cứ chọn luôn, nó không ra chỉ tên hàng thôi, có gì hết ha, được chưa? Phải không? Được chưa? Là chúng ta tìm được gì? Là số dòng. Bây giờ tới tới số cột này, phải nè, được chưa? Phải nha. Đâu phải thì chúng ta dùng hàm mắc tiếp, được chưa? À bây giờ số cột đó là gì? Để mình xíu nha, để mình xíu. Quá đã. Và thì ở số cột này chúng ta không phải đi tìm, vẫn phải đi tìm. Đi tìm là gì? Đi tìm dựa vào cái nhãn hiệu mình chọn phía trên. Đây, nhãn hiệu chọn phía trên thì ở đây chúng ta nhãn hiệu ta chọn là gì? À, cái ô này. Được chưa? À, do nãy mình chuyển qua chuyển lại với hai đó cho nên nó chọn không sao hết. Để cũng được, không cần số được nha. Rồi, vậy thì tìm gì? Tìm nhãn hiệu, được chưa? Tìm nhãn hiệu mình bỏ đi cho nó không bị rối. Được chưa? Tìm nhãn hiệu trong vùng nhãn hiệu của mình, được chưa? Thì chúng ta có cái gì? Để chúng ta đặt ra nhãn hiệu này chọn luôn. Nếu chúng ta không chọn, không đặt thì chúng ta bôi cho bên kia, chúng ta bôi cái cục nhãn hiệu đó được là được, phải không? Được chưa? Vậy thì ở đây chúng ta hàm index này, chỉ cách check hàm này, tích vào, tích chọn vào cái tên hàm, chúng ta sẽ chọn các tham số này, các hiển thị dưới đây. Ở đây là array tức là gì? Vùng đơn giá, đúng chưa? Đúng. Xong chọn. Tức đây là row number tức là gì? Số dòng. Dùng hàm mắc đúng chưa? Hết rồi. Đúng. Tiếp theo là gì? Column number là gì? Là số cột. Chọn hết đúng chưa? Thiếu gì? Thiếu dấu ngoặc phía sau. Thấy chưa? Nó bôi đây là bôi của cái column number nha. Rồi thiếu dấu ngoặc phía sau chúng ta coi là enter. Thấy chưa? Ra 540 chưa? Nãy tôi nói rồi, phấn hoa cao nguyên Halambi. Đầu tiên nó sẽ tìm là gì? Phấn hoa dòng đầy cao nguyên Halambi cột 1, 2, cột 3, à đây cột này thì nó ra số giá trị tương ứng khi nó giao nhau giữa số dòng và số cột trong cái vùng biên giá đó. Thấy chưa? Thì chúng ta ra giá trị. Đó. Từ cái này chuyển như công thức bảng. Dễ không? Dễ. Viết công thức ở dòng đầu tiên, sau đó chúng ta bôi cái dòng đơn giá. Được chưa? Chỗ nào là một ô chuyển về một cột cho tôi. Được chưa? Ví dụ ở đây là B4 đúng không? Thì chúng ta chuyển về gì? B4 đến B13 tương với cột đơn giá của mình. Được chưa? Tương tự như vậy C4 đúng không? Ta chọn gì? Từ C4 đến C13 tương ứng ngang với cột đơn giá của mình. Được chưa? Nhấn Ctrl Shift Enter. Nhớ cho mình ha. Kết thúc của công thức mã là Ctrl Shift Enter. Nhấn theo thứ tự cho mình đi, Ctrl giữ, nhấn Shift giữ, sau đó nhấn Enter ha. Đó. Thì khi mà sử dụng, ta sử dụng công thức mảng thì nó sẽ trong cái hàm, trong cái giá trị kết quả trở về ở cái ô á, công thức nó sẽ có dấu ngặt nhỏ ở hai đầu. Được chưa? Và tất cả các ô trong cái cột đó nó cùng một công thức, nó không thay đổi gì hết, được chưa? Đó. Rồi có hỏi gì không nào? Có chưa hiểu hay là cần làm chậm lại chỗ nào không? Dạ em hỏi cái là khi nào thì mình là vào data deletion để mình đánh công thức, và khi nào mình đánh trực tiếp vào cái cột đó. Mình đang bị hiểu nhầm chỗ này. Các chị đang chưa hiểu cái vấn đề ở chỗ này, đó là gì? Data validation là gì? Data validation. Nó là một cái công cụ để làm gì? Để cho nó ràng buộc dữ liệu. Nó bị dính cái dấu quá. Nó mất dữ liệu kỳ, đợi xíu ha. Nó là ràng buộc dữ liệu. Ở cái vùng mà mình chọn. Cái vùng mình chọn là vùng mình bôi á, vùng mình bôi hết á, thì nó là ràng buộc dữ liệu. Thì ràng buộc dữ liệu nó có hai dạng, một dạng là mình nhập từ bàn phím vào, được chưa, để nó kiểm tra thỏa điều kiện của nó hay không, được chưa, có thể là gì, nhập ngày, có thể là nhập số, được chưa, hay là có thể là nhập một cái biến thức gì, một giá trị gì khác, được chưa. Rồi, và một cái dạng thứ hai là chọn từ danh sách có sẵn, được chưa. Cái chọn từ danh sách này thực tế là danh sách này mình đã làm sẵn cho nó rồi, chứ nó cũng không có phải là mình nó tự động để tìm đâu ra hết, được chưa, gọi là chọn từ danh sách có sẵn, mình có cho nó rồi, được chưa. Và thì khi chúng ta nhập liệu, đề bài báo là gì, nhập liệu chọn thì chúng ta dùng data validation, được chưa, nếu như có điều kiện là gì, data validation.
Còn đối với đề bài các cái câu như là xử lý tính toán như thành tiền, xử lý tính toán như thuế, xử lý tính toán như đơn giá thực tế không xử lý tính toán nhưng mà dùng hàm để lấy dữ liệu có sẵn, chứ không được chọn, không được nhập. Nó là dựa vào các điều kiện gì đó để nó có giá trị này, được chưa? Nó là dựa vào các giá trị gì đó để có giá trị này, cho nên chúng ta dùng các hàm tương ứng, các hàm tương ứng để lấy giá trị ra, thì chúng ta dùng hàm viết thẳng trên câu đó. Còn cái nào mà chúng ta data validation là gì, là điều kiện chúng ta ràng buộc khi chúng ta nhập liệu. Nhập liệu ví dụ ở đây nó có sẵn danh sách chúng ta chọn thôi, nó có sẵn danh sách chúng ta chọn thôi, là thay vì chúng ta nhập bằng tay thôi cái gì đó thì chúng ta là gì, à chúng ta chọn, thì đó là gì, là dạng nhập liệu. Ở đây như vậy nó cũng là dạng nhập liệu, giờ ở đây như vậy nó cũng là dạng nhập liệu. Còn ở đây là gì, à dạng lấy dữ liệu, tức là lấy dữ liệu từ bảng dữ liệu có sẵn, lấy dữ liệu từ bảng có sẵn vô điều kiện thì chúng ta dùng là gì, hàm, được chưa? Rồi còn đối với tính toán thì chúng ta xử lý các công thức tính toán, các biểu thức tính toán đó, được chưa? Các cái biểu thức tính toán hay các hàm hoặc là tính toán, được chưa? Như thuế hoặc là tính thành tiền, cộng trừ nhân chia gì đó thì cũng gọi là dùng các hàm và dùng tính toán đó. Thì lúc này nó dựa trên dữ liệu chúng ta nhập liệu để chúng ta lấy, trường hợp ba này nó dựa trên dữ liệu chúng ta nhập liệu để chúng ta lấy ra, được chưa? Chứ chúng ta không phải nhập vào nữa, thì trường hợp đó không gọi, không không gọi là nhập liệu, mà chúng ta là gì, à xử lý, sử dụng các hàm xử lý phù hợp để lấy dữ liệu hoặc là để tính toán dữ liệu, được chưa? Còn nhập liệu thì mình dùng data validation, còn không nhập thì không dùng data validation, được chưa? Ở đây là gì, là bài bảo này tạo danh sách, được chưa, để chúng ta chọn, chọn tức là gì, chúng ta thay vì chúng ta nhập liệu thì chúng ta gì, chọn danh sách có sẵn ở đây như vậy tương tự. Rồi là chỉ cho phép nhập, tức là chúng ta phải nhập liệu và tay vô, được chưa? Số lượng chỉ được phép nhập số thì nên nhập bằng số vô, gọi là các cái cột nhập liệu, được chưa? Còn đây là các cái cột xử lý tính toán, xử lý lấy dữ liệu, được chưa? Khác ha, xử lý tính toán lấy dữ liệu này, xử lý tính toán này, xử lý tính toán này, được chưa? Trường hợp gì, trường hợp nào mình coi là nhập liệu, là trường hợp chúng ta không biết làm câu thì đơn giá. Chúng ta coi qua cái bảng bảng đơn giá, bảng bảng bên bên này này, bảng bên này này, để chúng ta nhập vào bằng tay. Nhập vào bằng tay để làm gì, để chúng ta làm được các câu tiếp theo, bởi vì mình không biết làm câu này đó, gọi là nhập liệu ha. Nhưng mà gì đó, trường hợp gọi là gì, mình lắp để chúng ta làm cái câu tiếp theo, chứ không phải là cái câu này là câu nhập liệu ha. Câu này là lấy dữ liệu có sẵn dựa vào điều kiện, không có nhập, mà mình dùng cái hàm để tự động nó fill dữ liệu ra cho mình. Mình nói cái sự giống nhau, mình để xíu, để xíu. Rồi, mình mượn các anh chị khoảng 5-10 phút mình nói cái sự giống nhau giữa cái công thức mạng với một cái công cụ hôm trước mình có học rồi đó, là công cụ format table. Mình nhìn thấy là chị Thùy đang sử dụng công cụ format table. Mình thấy cái hình của chị. Rồi, à, đơn giản như thế này nha. Mình sẽ có cột A và cột B. Cột C là cột A cộng B đi ha. Đó. Khi sử dụng công thức mạng, công cái đối với một cái bảng bình thường á, sử dụng công thức mạng á. Đây. Được chưa? Bằng này. Bằng này, ô này. Cộng này, ô này, được chưa? Thì đây là đối với một cái bảng bình thường nha. Bảng bình thường cho tôi bôi lên cho anh chị dễ nhìn. Được chưa? Đối với một cái bảng bình thường không sử dụng định dạng format table. Được chưa? Rồi, quay lại chút xíu. Đối với tôi mượn cái bảng này. Cũng mượn cũng dùng đúng bảng đó luôn. Được chưa? Dùng đúng bảng đó luôn. Nhưng mà tôi dùng công cụ format table, chọn cái bảng này. Được chưa? Chọn công cụ format table. Chọn mẫu nào cũng được nha, có thể là chọn mẫu màu trong suốt cũng có gì hết cũng được, được chưa? Để cho các chị coi sự khác nhau chút xíu của nó ha, ví dụ như này, thực tế nó giống nhau đó. Tôi bị nhầm đây, thì thực tế nó có một số sự giống nhau giữa cái công thức mạng với là format table, được chưa? Rồi nếu như mà cái bảng tính mình mà không có định dạng format table á, nói thẳng luôn là gì, trong đề mà ghi sử dụng công cụ format table ở ngay câu đầu tiên á, ví dụ bài hôm trước mà làm á, sử dụng công cụ format table để định dạng bảng chi tiết
À, để tìm nhầm bản kia gì đó thì tôi chắc chắn trong cái đề đó sẽ không có câu nào dám ghi là sử dụng con các mạng hết. Được chưa? Bởi vì bản chất hai thằng này giống nhau, có công cụ format table thì sẽ không sử dụng được công thức mạng, nó giống nhau. Bởi vì giống nhau như thế nào tôi nói, giờ nói nghe ha. Rồi và thì nếu như một cái bản tính mình á, mà có công cụ format table thì khi chúng ta đặt công thức này nha, đặt công thức y chang như bên này là bằng đúng không, là cột a nhân cộng cột b đúng không, thì khi chúng ta chọn vào cột a này thấy chưa, cộng này cột b thấy không, thì bây giờ nó không lấy giá trị tại ô, ví dụ như ở đây nó sẽ y mấy, y 4 cộng ri 4 đúng chưa, mà nó sẽ lấy thẳng cái tiêu đề luôn là gì, là a cộng a tức là tên cột a đó, và a cộng b tức là gì, nó lấy cột cộng với cột, mình cứ hiểu như vậy đi chơi chứ đơn giản ha, nó lấy cột cộng với cột, thì khi mà chúng ta enter xuống đó, nó sẽ tự động fill hết nguyên cái giá trị trong các dòng trong bảng đó luôn. Được chưa? Và công thức của nó duy nhất là cột cộng cột. Được chưa? Đó là mình sử dụng công cụ format table. Được chưa? Rồi đối với trường hợp này chúng ta nếu chúng ta sử dụng công thức mảng thì như thế nào? Có phải chúng ta bo vậy đúng không? Rồi chúng ta bằng đúng không? Bằng cái gì? Ở đây là gì? Có phải là gì? Nguyên cột này đúng không? Cộng cột này đúng không? Thì mô hình hai thằng này nó giống nhau ở chỗ là gì, thằng này nó lấy cột A cộng cột B, ở đây mình là gì, cột A mình thay vì mình định danh nó là gì cột A thì mình chọn là gì, A4 cho đến A8 cộng với B4 B8, tức là cũng là hai cột cộng với nhau, ở đây nó cũng là hai cột cộng với nhau nhưng nó biết cái tiêu đề rồi, nó lấy cột A cộng cột B, nó lấy cái tiêu đề cột, tiêu đề tên được chưa, rồi mình thay vì mình nhấn Ctrl Shift Enter thì bên kia nó nhấn Enter bình thường được chưa, thì nó cũng là một công thức được chưa, này cũng một là công thức được chưa, nhưng mà gì, khi sử dụng công cụ format table rồi thì nó sẽ bao hàm luôn cả công thức mảng, nó tự động hiểu là gì, khi tính toán trong ô trong bảng á, nó tự động hiểu là lấy nguyên cái cột đó nó xử lý với nhau chứ không có lấy giá trị từng ô đâu, ở đây mình nếu ta bằng như thế này nó sẽ lấy giá trị từng ô, nhưng mà khi sử dụng công thức mảng nó sẽ không phải là ô mà nó lại là cột, trong format table nó không phải là ô mà nó là nguyên cái cột A nguyên cột B, à, cột trong cái bảng format table mình nha, cột này, này. Được chưa? Cho nên nhớ là gì? À, khi ta sử dụng cái này rồi á, khi ta sử dụng cái này rồi thì nó sẽ không dùng được công thức mảng đâu. Được chưa? Ví dụ mình sử dụng, mình nhớ nha. Cho nên là gì, trong cái đề á, thường một trong hai trường hợp thôi. Không có bao giờ mà xảy ra trường hợp là gì? À, vừa A vừa B, vừa công thức mảng vừa ấy cả. Được chưa? Rồi, thứ hai, trong công thức mảng á, nhớ tắt các công cụ filter là thứ nhất. Thứ hai là tắt các cái mệnh ô là biết sau á. Tắt các công cụ filter đi mà làm Excel là để filter làm gì vậy, filter là trích lọc dữ liệu đó. Câu thuế này á, nó sẽ có hai giá trị trả về đó. Được chưa? Ví dụ như phía bữa trước thì mình học cái thành tiền đúng không? Là gì? À, thỏa điều kiện gì đó thì giảm bao nhiêu tiền, hay là thỏa điều kiện gì đó thì là tăng phụ thu bao nhiêu tiền đúng không? Là chứ là nó có một điều kiện, được chưa? Nó ra giá trị đúng hoặc là sai. Đối với trường hợp này, ở cái câu thuế này, nó có hai cái giá trị trả về, tức là nó có thể là gì 10% hoặc là có thể là gì 20%, được chưa? Vậy thì mình nói là chút xíu ở đây, ví dụ trường hợp là 10% vào trường hợp thứ hai là 20% này, được chưa? Vậy thì khi nào 10% khi nào 20%, 10% khi là gì đối với cái nhãn hiệu không quan tâm nhãn hiệu trong nước luôn, nhớ gõ cái tên luôn là cao nguyên Halenby, được chưa? Thì nếu như là cao nguyên Halenby tức là cái gì, là cái nhãn hiệu này này, được chưa, thì nó sẽ là giảm 10%, được chưa? Còn ngược lại đối với 20% khi nào, khi là các nhãn hiệu nước ngoài, tức là hai thằng còn lại tức là gì, Golden Hair hoặc là gì Supplement Depot ha, Supplement Depot ha, nó chỉ có hai trường hợp là gì, một là Supplement Depot hoặc là gì là Golden Hair, nó chỉ có hai cái này được chưa. Vậy thì ở đây nếu như là cái B thì là 10%, tìm đúng từ luôn, nó nước ngoài trong nước thì cũng quan tâm, hoặc là gì trường hợp thứ hai, vậy thì nếu như không đúng là trường hợp là cái B, tức là mình phải đi kiểm tra tiếp đúng không, kiểm tra tiếp là phải là gì, nó là gì, Golden Hair hoặc là Supplement Depot hay không, đúng chưa, Supplement Depot hay không, được chưa, thì lúc đó nó chỉ là 20%. Vậy thì nhớ cho mình này, hàm if chúng ta có gì,
điều kiện, nó chỉ có một điều kiện thôi, giá trị nếu điều kiện đúng. Và giá trị nếu điều kiện sai. Đúng chưa? Và thì ở đây nếu như ta đưa điều kiện mình vào là gì? Nếu như nhãn hiệu là Cao Nguyên Halimbi thì nó trả về giá trị đúng là sẽ là 10%. Được chưa? Còn con được hạ là con được còn lại là 0% đó chẳng hạn. Ví dụ như vậy đi. Được chưa? Thì nếu như trường hợp ngược lại nữa là gì? Tức là nó không phải là Cao Nguyên Halimbi thì bắt đầu mình mới đi kiếm tiếp là nó phải là Golden Hell hay không, nó có phải là gì Supreme mình đi boss hay không, đúng không? Thì có phải là bây giờ chúng ta trả về là gì điều kiện giá trị, điều kiện sai mình chưa có giá trị trả về mà nó có còn một cái điều kiện lòng bên trong nữa. Cho nên ở đây chúng ta phải có cái điều kiện lòng bên trong ở cái giá trị sai, giá trị nếu điều kiện sai, được chưa? Là phải bằng cái gì đó. Phía sau nữa là gì? Nếu điều kiện gì à, là nhãn hiệu có thể là bằng gì Golden Hell hoặc là nhãn hiệu bằng Diamond Depot thì chỗ này nó là gì 20%, còn ngược lại tức là không thỏa cái trên là chắc chắn rồi, không thỏa hai cái này nữa thì nó sẽ là 0% đối với trường hợp như thế này chẳng hạn. Được chưa? Thì bây giờ chúng ta ở đây chúng ta phải biết cách là gì hàm if, lòng trong hàm if. Được chưa? Nếu điều kiện này đúng thì nó ra giá trị gì đó, còn sai thì chúng ta phải đi kiểm tra tiếp, đi kiểm tra tiếp thì chúng ta lòng hàm if tương tự như đó vào trong và điều kiện mình thay đổi chút xíu ha, điều kiện tiếp theo. Được chưa? Điều kiện tiếp theo, được chưa? Nhưng mà đó là chỉ cho cái cách lòng hàm if. Đối với trường hợp này nó dễ ở chỗ là không cần phải sử dụng lòng hàm if. Bởi vì sao? À, quay lại chút xíu cái đề mình này. Đây, nhãn hiệu chúng ta có bao nhiêu nhãn hiệu? Nó có ba cái nhãn hiệu là Golden Hell, Sublime Report và gì? Cao Nguyên Halimbi, đúng chưa? Nó chỉ có ba cái nhãn hiệu thôi. Vậy thì đối với đề bài này nó bảo là như thế này. Một là Cao Nguyên Halimbi thì giảm 10%. Còn ngược lại, à, ngược lại cái trong đầu mình nhảy số đi là gì? Thì ngược lại không phải Cao Nguyên Halimbi là hai thằng còn lại rồi. Thì hai thằng còn lại tức là gì? Nó mà 20%, đúng chưa? Thế là gì? Nhảy số liền. Cái gì? Một là Cao Nguyên, tại mình có ba cái à? Một này, hai này, ba này, nó vừa đủ luôn. Nó không có trường hợp thứ ba nào nữa. Vậy thì gì? Nếu như là Cao Nguyên Halimbi thì là 10%. Còn ngược lại, không cần phải kiểm tra hai này luôn. Ngược lại chắc chắn là gì, kiểu gì mà được không nhập thì Cao Nguyên Halimbi thì cũng nhập hai thằng này thôi trên cùng một dòng mà, cho nên là chắc chắn nó là 20%. Và thì ở đây chúng ta có cái gì à, ở đây chúng ta có cái gì, nếu nếu là Halimbi thì chúng ta có là gì là 10%, còn ngược lại không cần phải lòng điều kiện ít luôn, chắc chắn nó sẽ là hai cái kia, nó là 20%. Cho vậy cho nó dễ hình dung ha, cho hình dung cho mọi người chút xíu ha. Đối với trường hợp dễ đó, còn trường hợp là khó hơn là mình phải lòng ít vào trong ha. Nếu trường hợp khó hơn là sao? Khó hơn là trừ gì? Là nếu như trường hợp khác, tức là có thể là bốn giá trị nhãn hiệu thì là 0%, tức là không tính phụ thu, không tính thuế chẳng hạn. Đó, thì chúng ta bắt buộc phải sử dụng hàm ít vào bên trong. Được chưa? Và thì cứ nhớ nè, trong đầu mình suy nghĩ như sau. Quay lại cái vấn đề đơn giản chỗ là gì? Hàm ít chúng ta xác định được sử dụng bao nhiêu hàm, khi nào? Khi chúng ta thấy trả về hai giá trị, một là 10%, hai là 20%, dùng đúng một hàm if. Khi chúng ta thấy ba giá trị, tức là gì, 10% hoặc là 20% hoặc là 0%, thì chúng ta sử dụng hai hàm if, tức là gì, cái giá trị trả về bao nhiêu cái trừ đi một là chúng ta dùng bao nhiêu hàm if. Được chưa? Thì bao nhiêu hàm if ha. Rồi tôi sẽ cố gắng, hôm sau tôi sẽ cố gắng tí nữa tôi sẽ chỉ cho khi cách cái bài nào mà dùng tới nhiều hàm if phía trong. Được chưa? Ở đây chúng ta cần gì, một là 10%, hai là 20% thôi, cho nên chúng ta là gì, chọn luôn. Và đối với cái câu này ghi nhớ cho mình một chút xíu, đó là gì à, đối với các trường hợp mà so sánh số, so sánh với số rất là dễ, được chưa? So sánh với test thì mình sẽ lấy cái này đơn giản nhất, ví dụ như này chỉ có so sánh một cái thôi để dùng. Còn nếu mình dùng cái này á, đưa vô điều kiện á, thì mình phải dùng hàm o, đúng không, nó cực đúng không, thì mình cứ lấy cái nào đơn giản nhất là lấy một cái thôi, được chưa? Là cái thứ nhất. Cái thứ hai, khi so sánh với test, được chưa, cẩn thận cách đánh máy với cẩn thận cái dữ liệu ban đầu, đúng chưa? Nếu như khi mà các anh chị làm á, đúng chưa, có phải là bằng này, if nè, nếu như cái nhãn hiệu này bằng cái gì, bằng Cao Nguyên Halimbi chẳng hạn, được chưa? Đóng ngược lại, phải, nếu là Cao Nguyên Halimbi là gì, là 10%, ngược lại là 20%, được chưa?
Thì khi so sánh với test, để cho mình một chút xíu, đó là gì? Bên này nhập sao, bên này viết y chang vậy cho tôi, được chưa? Viết y chang vậy. Nếu như viết lại không được, chỉ cho một cách, đây, copy nha, mình tìm ô nào đúng nha, không hẳn là ô này đâu, có thể chỉ có hai bên là một ô nào đó, mình lấy cái test thôi, copy cái test, được chưa? Trong cái so sánh với test, tôi khuyến khích các chị copy dán vô, không gõ, được chưa? Gõ nhiều khi nó sai lắm, nhiều khi nó lỗi chính tả dễ lắm, được chưa? Cho nên là gì? Copy cho tôi, được chưa? Rồi, kéo xuống, nó định dạng nó sẽ là kiểu số tập phân hết, được chưa? Kiểu phần trăm thì mình chỉ nhấn vô phần trăm thôi, không có gì hết ha, nhấn vô cái biểu tượng phần trăm trên này này, ở phần number là được. Không thì chọn vào cái menu sửa xuống này, chúng ta chọn person, được chưa? Person. À. Dư số 0 là trước chỉ rồi đúng không? Dư số 0 phía sau thì chúng ta lùi lại, bỏ đi gốc, được chưa? Được chưa? Nhớ nha, ở đây nó bảo định dạng phần trăm nha, thì ở đây chắc chắn nó chỉ hiển thị là 5%, 10% hoặc là 20% thôi, cứ làm bình thường, được chưa? Thành tiền một câu rối não đây. Rối não chỗ nào nhớ cho nghe, nó nằm ở cái phần phụ thu đấy. Thì mình sẽ kê các cái nội dung ra cho mọi người dễ nhìn trước ha. Đây, thế là phụ thu nó sẽ cộng thêm nha, mọi người nhớ nhé, phụ thu là cộng thêm 5% chứ không phải trừ như mọi khi đâu. Được chưa? Đó, nó cộng lên 5% khi nào? Giờ phân tích này, tách cái điều kiện nó ra. Nhớ nha, tách cái điều kiện nó ra. Thứ nhất là thấy chưa, hoặc tách ra cái. Nó là gì? Mật ong. Được chưa? Nhãn hiệu là gì? Golden Hell. Được chưa? Nhớ nha. Nếu là mật ong nhãn hiệu Golden Hell thì mình nghĩ chỗ này giờ là gì? Chỗ này là gì? Chỗ này là dấu bà. Được chưa? Đó, nhớ nha. Thì ở đây chúng ta sẽ có gì? À, vậy thì 5% khi nào? Điều kiện thứ nhất nó là mật ong, điều kiện thứ hai nó là của Golden Hell, tức là của nhãn hiệu, được chưa? Tên hàng là mật ong, Golden Hell là nhãn hiệu, được chưa? Đó là cái thứ nhất. Sau đó chúng ta có hoặc, chúng ta viết chữ O phía giữa cho dễ nhớ, được chưa? À, chúng ta viết chữ hoặc đi cho nên mọi người cho nó việc khó chút xíu ha. Rồi, vậy thì điều kiện thứ hai là gì? Là các mặt hàng gì? Sữa ong chúa tươi của gì? Supplement Report, tức là cũng và ha, cũng và ha. Đó, và thì ở đây cũng và thì chúng ta có là gì? À, sữa ong chúa tươi của Supplement Report, được chưa? Vậy thì chúng ta có hai điều kiện lớn, nhưng mà trong mỗi điều kiện lớn, điều kiện một này và điều kiện hai này, trong điều kiện một nó có hai điều kiện con nữa, và trong điều kiện hai nó có hai điều kiện con nữa, được chưa? Cho nên nhớ khi viết cái này phải lồng cái, phải lồng cái hàm O and cho nó đúng, được chưa? Mình làm thế nào cho đúng nè, được chưa? Ơi, mình sẽ viết câu thành tiền trước ha, bằng gì? Thành tiền mình sẽ bằng là gì đây? Số lượng nhân đơn giá, số lượng nhân cho đơn giá, nhân cho một trừ thuế, được chưa? Bây giờ nè, bảo là gì? Phụ thu thêm 5%, đúng chưa? Thế thì chúng ta phụ thu thêm, bữa trước mình giảm là trừ, phụ thu là cộng. Cứ nhớ vậy cho nó dễ ha. Nếu gì? Bây giờ mình sẽ phân tích cái hàm điều kiện của mình này. Thứ nhất là hoặc ở ngoài. Thứ nhất là điều kiện 1 hoặc điều kiện 2 đúng không? Thì chúng ta sẽ để hàm O ở ngoài. Ở đây nó sẽ là điều kiện 1 nè. Phải nè, điều kiện 2 nè, đúng chưa? Đóng ngoặc lại nè. Nếu điều kiện này thỏa thì sao? Là 5%. 5% của gì? Của cái thành tiền ban đầu này nè. Ban đầu này có bao nhiêu giá trị? Thì mình cứ nhân vô nó. Được chưa? Copy nó nhân lại. Được chưa? Còn ngược lại là gì? Ngược lại là không, không tính thêm tiền, được chưa? Gọi là không đồng, được chưa? Và đây ở chỗ điều kiện 1 và điều kiện 2 mình bắt đầu đưa vô trong cái biểu thức điều kiện của mình. Đây là trong cái điều kiện 1 này nó có hai điều kiện, là thứ nhất là mật ong và thứ hai là nhãn hiệu là Golden Hell. Cho nên là gì? Điều kiện 1 này nó phải là and. And cái gì? And thứ nhất là tên hàng bằng bằng mật ong đi, cố gắng viết cho chính xác nha. Còn không thì viết nữa mình cốt sau cũng được. Phải. Điều kiện thứ hai. Ủa, viết sai.
Vậy thì cái thứ hai là gì? Là nhãn hiệu bằng, được chưa? Golden Hill. Hết. Đây là hết điều kiện một rồi đó. Điều kiện một của mình là gì? Là mật ong và Golden Hill, được chưa? Rồi điều kiện hai mình là cái dưới này, này. Cái dưới đó. Cho nên là khi viết điều kiện tách ra, tách ra để cho mình dễ nhìn hình dung, được chưa? Thì nó cũng là and. And gì? Thứ nhất là gì cũng có tên hàng, tại mình đang viết ở dòng này mà. Nãy giờ tất cả mình tính thành tiền ở dòng thứ tư nha, cho nên tất cả các ô chọn dòng thứ tư hết, được chưa? Bằng bằng gì? Sữa ông chúa tư, được chưa? Gõ lại thế nào sẽ chính tả, được chưa? Tôi gõ nhiều lần sao chính tả mà. Rồi và nhãn hiệu bằng gì? Sub lay mình đi bot hết điều kiện hai đúng không? Thì bây giờ chúng ta để ý nè, cái hàm điều kiện tổng mình là điều kiện của hàm if, nó sẽ có là gì? Hàm o điều kiện 1, điều kiện 2. Vậy trong hàm o này chúng ta có gì? Điều kiện 1 là mật ong Golden Hill, hoặc là điều kiện thứ hai là gì? Là sữa ông chúa tươi Supplementary Board, được chưa? Thì chúng ta sẽ là gì? Cộng, phía trước dấu if là gì? Là cộng, thì chúng ta sẽ cộng 5% của thành tiền ban đầu. Thành tiền ban đầu là gì? Số lượng nhân đơn giá nhân cho 1 trừ thuế, được chưa? Đó, cho nên là chị viết lại y chang. Còn trường hợp lại không là gì hết, tức là gì? Hàm if đây chúng ta nói gì? Điều kiện đúng, giá trị đúng là không, tức là không cộng thêm gì hết, không phụ thu thêm. Dạ, nhấn enter, được chưa? Đây mật ong, mình tìm thử một dòng nào nha, một dòng là mật ong Golden Hill đây. À, đây, 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 được chưa? Thử xem thử có bị tính thêm tiền hay không, thì bằng cách là gì? Đơn giá nhân cho số lượng nhân cho 1 trừ thuế. Đây là số tiền gốc này, được chưa? Kéo công thức xuống. Ở đây này, kéo công thức xuống. Mình thấy rõ ràng cái mật ong Golden Hill này này, được chưa? Có trừ tiền không? Có cộng thêm tiền không chứ? Được chưa? Được chưa? Này 12 7 40 là tiền gốc, tiền gốc nha. Được chưa? Mình cộng thêm 5% thì nó là 13 3 77. Được chưa? Hoặc là sữa ông chúa tươi của Splendid Depot ở dòng này này, rõ ràng là cái này nó bằng nhau này, thấy chưa? Cái dòng này nó bằng nhau sữa ông chúa tươi. Nhưng mà đối với sữa ông chúa tươi của Splendid Depot nó phải là gì? Cộng thêm 5% cho nên nó vô lên 19 này, này cũng 18. Được chưa? Thành tiền muốn đẹp nhá là gì? Nhắc cái phải vô. Bỏ số 0 đi cho nó dễ nhìn. Đấy vậy thôi. Đó, nhớ nha. Khi mà chúng ta trong cái câu hỏi đó, nó có cái biểu thức điều kiện mà cái điều kiện phức tạp đó, thì cứ tách ra mà viết thì cho mọi người dễ nhìn. Dễ nhìn là dễ viết công thức ha. Trường hợp nào dùng and, trường hợp nào dùng or thì phải nhớ nhận diện cho đúng. Đây là cái câu số 8 là sử dụng công cụ tô màu thôi, được chưa? Cái nền đó là màu vàng, nền màu vàng, được chưa? Cho những dòng, được chưa? Cho những dòng có tính phụ thu đó. Đây dòng tính phụ thu, vậy tính phụ thu khi nào anh nè? Đó, nó quay lại cái này nè, nãy tôi chưa xóa cái này, tôi để lại cho tí nữa mình làm này. Cho những dòng mà có tính phụ thu, được chưa? Được chưa? Rồi, vậy thì chúng ta chỉ cần tô màu thôi. Rồi, đối với trường hợp này, nó không dính tới cái gì? Nó không dính tới cái công thức mảng gì hết, nên chúng ta chưa biến đổi cái công thức là từ ô về cột. Cho nên, thực tế cái cột, cái điều kiện phía trong hàm if á, mình tái sử dụng lại cho cái tô màu. Bằng cách là gì? Thay vì chúng ta viết hết cái điều kiện là hoặc điều kiện 1, điều kiện 2, điều kiện 1 gồm and mật ong Golden Hill, hoặc là điều kiện 2 nó là gì? Là sữa ong chúa tươi Splendid Depot chẳng hạn, thấy chưa? Thì chúng ta cứ nhìn nè, chỗ này là màu xanh lá cây, chúng ta chọn vào đây nè, đó, thì chúng ta chỉ bôi hết từ đầu đến cuối đó, thấy chưa? Từ cái hàm o kéo hết cho tới cái chỗ mà nó bôi đó, chúng ta copy, thấy chưa? Copy để làm gì? Copy để bỏ vô trong cái phần tô màu chứ làm gì? Thấy chưa? Chọn cái vùng tô màu, nó cùng điều kiện mà, giữ y chang nó mượn thôi, thấy chưa? Khỏi không làm lại, viết lại cũng được, được chưa? Nếu biết thế thì viết lại.
chọn cái thước điều kiện này, được chưa? Chọn cái format là nền màu vàng. Rồi, cái thước điều kiện mà là gì? Bằng điều kiện xong, khỏi viết gì hết. Đây, hoặc, tại vì nó có hai điều kiện, một về hai mà, cho nên dùng hoặc. Điều kiện một mà là gì? Là mật ong và golden hair, cho nên là gì? Mình sẽ chọn cái dòng ưu tiên là dòng thứ tư nha, mật ong và golden hair, được chưa? Nhớ cố định trên cột, cột mật ong là cột tên hàng, cố định B lại, golden hair là cột C đây, tức là nhãn hiệu, cố định cột C lại. Rồi, muốn đi tiếp về phía sau nha, nhớ đừng sử dụng các phím tra lên xuống trái phải nha, mà dùng nhấn giữ chuột kéo ra phía sau, nhấn giữ chuột kéo ra phía sau nha. Đối với công thức nhiều trong conditional formatting, tức là trong cái tô màu với cái data validation, tức là trong cái ràng buộc dữ liệu, được chưa? Trong ràng buộc dữ liệu đừng có sử dụng cái phím lên xuống trái phải, đứng ra trước thì giữ kéo ra trước, đứng ra sau giữ kéo ra sau, giữ chuột trái kéo ra sau, được chưa? Rồi tiếp theo điều kiện thứ hai là em này, là sữa ong chúa tươi này, thấy chưa? Thì cố định cái cột gì, cột tên hàng lại, và gì, supply và default là nhãn hiệu, cố định cột nhãn hiệu lại. Cái này mình mới copy từ trên xuống rồi ha, nếu các anh chị thích thì có thể viết lại dựa trên cái bảng này, này. Được chưa? Tôi nào xong nè, nếu mình mới nói xong đó, nó lệch nhau vì cái đơn giá nó trội lên đồ giá này, thì nó có phụ thu, nó có phụ thu. Thầy ơi, em tô mà sao nó cứ có được cái cột số thứ tự không mà còn ngày hàng sau nó không có, là mình phải sửa lại sao thầy? Giờ quên cái bước này nè. Đây, cho xem. Là nó vậy đúng không? Đúng chưa? Đây nè, nó chỉ bôi đúng dòng đó, đúng dòng nha. Đúng dòng. Nhưng mà nó chỉ bôi số thứ tự thôi, được chưa? Nhớ cố định tên các cột mình mang vô điều kiện so sánh. Vô lại phần manage rule, chọn đúng cái rule mình mới viết đó, double lên để edit. Sửa. Ở đây cái mật ong mình so sánh với tên hàng là B B4, cố định cột là cố định cột, tức là cố định cái chữ cái á, tức là gì? B4 thì cố định. Cái tô màu mọi người trong đầu mọi người luôn nhớ cho mình là cái câu tô màu là câu chắc chắn có trong đề, và cái câu tô màu đó là nhớ phải cố định lại, được chưa? Nhớ trong đầu mình nha, phải nhớ phải cố định lại. Cứ nhớ làm xong một hồi mình phải nghĩ tới, ủa tô màu mình còn thêm cái gì không ta? Có, thêm cái đô la. Thêm đô la ở đâu? Nhớ chút xíu, đô la ở cái cột, được chưa? Cái cột mình đem vào, được chưa? Cột mình mang đi so sánh, thường cái cột mà mình đem đi so sánh với giá trị gì đó thì nó sẽ nằm bên trái, cho nên là gì, mình cố định cái cột, cột nó thì là cái chữ cái A B C D E F, được chưa? Tính gì gì đó, được chưa? Còn dòng nó là số thứ tự 1 2 3 4 5, được chưa? Sửa xong thì nhấn OK thôi, OK cả là xong, được chưa? Ở chỗ này muốn đẹp chút xíu thì mình mệt nó thành một ô cho nó trắng, không có được gì phía dưới nha, đó là nó đẹp rồi đó.